Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề kiểm tra tiếng Việt lớp 2 học kỳ 2 của cuốn sách Cánh Diều. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra cuối kỳ số 7. Phần đầu tiên sẽ là phần kiểm tra đọc 10 điểm. Trong phần kiểm tra đọc thì chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Đầu tiên sẽ là đọc thành tiếng chiếm 3,5 điểm. Thứ hai là sẽ là phần đọc hiểu chiếm 6,5 điểm. Trong phần đọc thành tiếng này thì các em sẽ đọc bài đọc Mùa đông nắng ở đâu, trang 141, sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Và chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi: vì sao mỗi lần ôm mẹ và được mẹ yêu, bạn nhỏ thấy như có nắng trong vòng tay mẹ? Vậy thì cô sẽ có câu trả lời gợi ý cho câu hỏi này như sau. Mỗi lần ôm mẹ và được mẹ yêu thì bạn nhỏ thấy như có nắng trong vòng tay mẹ là bởi vì nắng cũng hay làm nũng mẹ. Thì đây chính là lý do mà bạn nhỏ mỗi lần ôm mẹ thì bạn nhỏ lại như cảm thấy có nắng ở trong vòng tay mẹ vậy. Như vậy là với phần đọc thành tiếng thì chúng ta sẽ thứ nhất là các em cần phải mở sách giáo khoa trang 141 của sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 2 cuốn sách Cánh Diều. Các em sẽ đọc lại bài Mùa đông nắng ở đâu và đi trả lời cho câu hỏi trong phần đọc thành tiếng này. Thì dựa vào câu trả lời gợi ý của cô thì các em có thể hoàn thành được phần trả lời câu hỏi trong mục trong phần đọc thành tiếng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần đọc hiểu chiếm 6,5 điểm. Trong phần đọc hiểu này các em sẽ lắng nghe cô đọc bài Vườn cây, sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Bài đọc Vườn cây. Vườn nhà em tuy nhỏ nhưng cũng trồng nhiều loại hoa và một số cây ăn trái. Cứ đến mùa thì cây nào sinh quả nấy, rất ngon vì mẹ thường chăm nom và bón phân đầy đủ. Cha em cũng có lúc ra vườn lom khom giúp mẹ đào xới. Mùa xuân đến, cây lá trổ mầm non, hoa nở đầy vườn. Em thấy ong và bướm bay lòng vòng và hút nhị hoa. Dòm quanh hàng xóm, có những vườn còn lớn và đẹp hơn nhà em. Nhưng em vẫn thích vườn nhà em nhất, vì đó là nơi em có những phút vui chơi thong thả với gia đình. Thì đây chính là bài đọc Vườn cây. Dựa vào nội dung của bài đọc Vườn cây này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Câu hỏi đầu tiên: trong vườn nhà bạn nhỏ trồng những gì? A. Vườn trồng nhiều cây thuốc quý. B. Vườn trồng nhiều loại hoa và cây ăn quả. C. Vườn trồng rất nhiều rau xanh. D. Vườn trồng nhiều cây lấy gỗ. Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta lại quan sát bài đọc. Vườn nhà em tuy nhỏ nhưng cũng trồng nhiều loại hoa và một số cây ăn trái. Như vậy thì trong vườn nhà bạn nhỏ trồng hoa và cây ăn trái. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 chính là đáp án B. Trong vườn nhà bạn nhỏ trồng nhiều loại hoa và cây ăn quả. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án B giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Câu 2: mẹ bạn nhỏ đã làm gì để cây ra những quả ngon nhất? A. Mẹ bạn nhỏ đã tưới cây và bắt sâu. B. Mẹ bạn nhỏ đã tưới nước và phun thuốc sâu. C. Mẹ bạn nhỏ đã rắc vôi vào gốc cây để diệt các loại sâu bọ gây hại. D. Mẹ bạn nhỏ thường chăm nom và bón phân đầy đủ. Vậy thì để trả lời được câu hỏi này chúng ta lại tiếp tục quan sát bài đọc. Cứ đến mùa thì cây nào sinh quả nấy rất ngon vì mẹ thường chăm nom và bón phân đầy đủ. Như vậy thì mẹ bạn nhỏ đã làm gì để cây ra những quả ngon nhất là bởi vì mẹ bạn nhỏ đã chịu khó chăm nom này. Và bón phân đầy đủ thì đây chính là lý do mà cây đã ra rất là nhiều quả ngon ngọt. Vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 ở đây chính là đáp án D. Mẹ bạn nhỏ thường chăm nom và bón phân đầy đủ. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án D giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Vì sao vườn nhà hàng xóm lớn và đẹp nhưng bạn nhỏ vẫn thích vườn nhà mình nhất? A. Vì vườn nhà hàng xóm không có những cây ăn quả ngon. B. Vì vườn nhà hàng xóm không có ong và bướm bay lượn. C. Vì vườn nhà bạn nhỏ là nơi cả gia đình vui chơi thong thả. D. Vì bạn nhỏ không được vào vườn nhà hàng xóm vui chơi.
Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta lại tiếp tục quan sát bài đọc. Dòm quanh hàng xóm, có những vườn còn lớn và đẹp hơn nhà em, nhưng em vẫn thích vườn nhà em nhất, vì đó là nơi em có những phút vui chơi thong thả với gia đình. Vậy thì lý do mà bạn nhỏ thích vườn nhà mình hơn là vườn nhà hàng xóm, mặc dù vườn nhà hàng xóm rất là to lớn và đẹp, là bởi vì vườn nhà bạn nhỏ là nơi bạn nhỏ có những phút vui chơi thong thả với gia đình. Vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 ở đây chính là đáp án C. Vì vườn nhà bạn nhỏ là nơi cả gia đình vui chơi thong thả. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án C giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Em hãy viết một câu thể hiện sự thích thú khi nhìn thấy vườn cây sai trĩu quả trong nhà mình. Vậy thì chúng ta sẽ có một câu để thể hiện sự thích thú khi nhìn thấy vườn cây sai trĩu quả trong nhà mình như sau. Ôi, nhìn vườn cây sai trĩu quả mới thích làm sao? Thì đây sẽ là một câu thể hiện sự thích thú khi mà nhìn thấy vườn cây sai trĩu quả trong nhà của mình. Vậy cô sẽ có câu trả lời như sau. Ôi, nhìn vườn cây sai trĩu quả mới thích làm sao? Nhìn vườn cây sai trĩu quả mới thích làm sao? Như vậy là chúng ta đã có được một câu thể hiện sự thích thú khi nhìn vườn cây sai trĩu quả, đó là ôi, nhìn vườn cây sai trĩu quả mới thích làm sao? Đây là một câu biểu lộ tình cảm cảm xúc của mình. Do vậy mà kết thúc một câu thì các em nhớ là phải có dấu chấm than ở cuối câu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Em hãy điền cách chăm sóc cây tương ứng với các hình dưới đây. Đầu tiên các em thấy là có 4 hình. Hình đầu tiên là hình đang trồng cây, chuẩn bị trồng cây. Hình tiếp theo đó là hình bạn nhỏ đang bắt sâu cho cây. Hình số 3 là hình bạn nhỏ đang vun đất cho cây. Và hình số 4 là hình bạn nhỏ đang tưới cây. Vậy thì đây chính là 4 cách chăm sóc cây tương ứng với 4 bức hình ở dưới. Vậy thì bức hình đầu tiên đó là hình đang một bạn nhỏ đang trồng cây. Ở đây chúng ta sẽ điền từ trồng cây. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy hình ảnh số 2 là hình ảnh bạn nhỏ đang bắt sâu cho cây. Vậy thì chúng ta sẽ điền từ bắt sâu. Hình số 3 đó là hình ảnh bạn nhỏ đang vun đất cho cây, thì chúng ta sẽ điền từ là vun đất cho cây, là vun đất. Hình số 4 là hình bạn nhỏ đang tưới nước cho cây, thì chúng ta sẽ điền từ là tưới nước. Thì đây chính là 4 cách chăm sóc cây tương ứng với 4 bức tranh ở dưới. Đầu tiên đó là trồng cây này, sau đó thì mình sẽ bắt sâu cho cây, vun đất cho cây và tưới nước cho cây. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Gạch chân và cụm từ không cùng nhóm trong các từ dưới đây. Ý A là từ chỉ đặc điểm của hoa quả chín. Cô có các từ như là mọng nước này, ngọt, xanh lè và thơm. Vậy thì hoa quả chín khi chín thì sẽ rất là mọng nước này, rất là ngọt và có hương vị rất là thơm ngon. Vậy ở đây thì sẽ có một từ duy nhất không cùng nghĩa với những từ còn lại, đó chính là từ xanh lè. Như vậy thì chúng ta sẽ gạch chân dưới từ xanh lè. Tiếp theo chúng ta chuyển sang ý B. Từ chỉ đặc điểm của vườn cây thì cô sẽ có các từ như là sai trĩu quả này, xanh tốt, rậm rạp và trong trẻo. Vậy thì những từ chỉ đặc điểm của vườn cây đó là vườn cây thì rất là vườn cây sai trĩu quả này, vườn cây thì xanh tốt này, tùm hay là rậm rạp thì là những từ chỉ đặc điểm của vườn cây. Tuy nhiên ở đây chúng ta có từ trong trẻo. Từ trong trẻo ở đây thì thường là sẽ thể hiện ví dụ như là bầu trời trong trẻo hay là đám mây thì là trong trẻo, chứ chúng ta sẽ không sử dụng từ trong trẻo để chỉ đặc điểm của vườn cây. Vậy thì chúng ta sẽ gạch chân dưới từ trong trẻo. Như vậy là trong bài số 6, trong câu số 6 thì chúng ta đã tìm được hai từ không cùng nhóm với các từ còn lại, đó là từ xanh lè và từ trong trẻo. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm ở trong câu dưới đây. Ở đây cô có câu mùa xuân đến, cây lá trổ mầm non, hoa nở rực rỡ. Vậy bộ phận in đậm ở đây chính là mùa xuân đến. Với cụm từ mùa xuân đến thì sẽ là một cụm từ mà chỉ về thời gian. Và thường thì những từ chỉ thời gian thì sẽ là trả lời, là bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào. Vậy thì chúng ta sẽ có câu hỏi đó là khi nào cây lá trổ mầm non, hoa nở rực rỡ. Và câu trả lời đó là khi mùa xuân đến. Vậy thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi với bộ phận trả lời cho câu hỏi là khi nào. Thì chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Khi nào cây lá trổ mầm non, hoa nở rực rỡ. Vậy thì chúng ta đã đặt được một câu hỏi để trả lời cho bộ phận in đậm ở đây, đó là khi nào cây lá trổ mầm non, hoa nở rực rỡ, đó là bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào, và câu trả lời đó là khi mùa xuân đến.
Vậy thì các em hãy nhớ là bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào thì sẽ là thường chỉ về thời gian các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8. Câu 8 ở đây đó là điền CH hoặc TR vào chỗ trống và giải câu đố sau. Ở đây chúng ta sẽ có 3 chỗ trống. Chỗ trống đầu tiên thì cô sẽ điền CH. Khi mà cô điền CH vào chỗ trống đầu tiên thì cô sẽ có tiếng chiếc. Chỗ trống số 2 thì cô sẽ điền CH và cô sẽ được tiếng chuông. Và chỗ trống số 3 thì cô sẽ điền TR và cô sẽ được tiếng trắng. Như vậy thì sau khi mà chúng ta đã điền xong được các từ thì chúng ta sẽ có cả một câu hoàn chỉnh như sau. Quả gì giống chiếc chuông con, trắng xanh phớt đỏ, ăn cùi giòn tan? Ở đây thì nó chắc chắn là quả roi rồi. Vậy thì câu trả lời đó là quả roi. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em trả lời xong 8 câu hỏi của phần đọc hiểu trong phần kiểm tra đọc rồi. Thì các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần kiểm tra viết chiếm 10 điểm. Phần đầu tiên sẽ là phần chính tả nghe viết chiếm 4 điểm. Các em sẽ lắng nghe cô đọc bài thơ Nữ công nhân ngành cơ khí. Phụ nữ ngành cơ khí, vất vả nào ai hay, áo quần bẩn suốt ngày, dầu máy thật nhem nhuốc, đôi bàn tay gầy guộc, khuân sắt thép thương ghê, giày bảo hộ nặng nề, cõng bàn chân bé nhỏ. Bài này là của tác giả Hoa Sữa. Khi mà viết chính tả thì các em lưu ý cần phải viết đúng chính tả này. Và kết thúc các khổ thơ hay là các bài thơ thì chúng ta cần phải có dấu chấm. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải viết thật là đẹp, nắn nót để bài viết chính tả của chúng ta chỉnh chu hơn và sạch sẽ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 với đề bài như sau. Em hãy viết 4 đến 5 câu kể những điều em biết về đất nước, con người Việt Nam. Vậy thì để viết được một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể những điều em biết về đất nước, con người Việt Nam thì cô sẽ có 4 câu hỏi gợi ý như sau. 4 câu hỏi gợi ý sẽ tương ứng với 4 câu trả lời. Câu đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu về đất nước Việt Nam, tức là câu văn đầu tiên thì chúng ta bao giờ cũng phải có một câu giới thiệu. Ví dụ như em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì đó là một câu giới thiệu, như vậy là chúng ta đã viết được một câu văn rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về con người của Việt Nam, tức là con người Việt Nam thì như thế nào? Thì con người Việt Nam sống rất là chan hòa, thân thiện và hiếu khách, thì như vậy là chúng ta đã được 2 câu rồi. Câu số 3 là sẽ nói về cảnh vật của Việt Nam. Cảnh vật của Việt Nam thì chúng ta sẽ có một câu là ở Việt Nam thì có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, ví dụ như là Vịnh Hạ Long này, hay là Tràng An này, hay là Chùa Tam Trúc này. Thì chúng ta sẽ có được một câu nói về cảnh vật của đất nước Việt Nam. Câu số 4 là chúng ta sẽ nói về tình cảm của em dành cho đất nước của mình. Thì chúng ta sẽ có một câu là em rất là yêu và tự hào khi là người Việt Nam. Thì như vậy là với 4 câu hỏi thì chúng ta sẽ viết được 4 câu văn hoàn chỉnh. Thì chúng ta có thể viết như sau. Em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Con người ở Việt Nam thì sống rất là chan hòa, thân thiện và hiếu khách. Ở Việt Nam thì có rất nhiều các danh lam thắng cảnh đẹp, như là ở Vịnh Hạ Long này, Chùa Tam Trúc này. Em rất là yêu và tự hào khi là người Việt Nam. Đấy là một đoạn văn ngắn khoảng 4 câu để nói về đất nước và con người Việt Nam. Như vậy trong phần cô đã hướng dẫn các em chữa xong phần kiểm tra viết rồi. Phần kiểm tra viết cũng là phần cuối cùng của đề kiểm tra cuối kỳ số 7. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra cuối kỳ số 8. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.